Chị đại nhân ngày đêm mong ngóng được hồi hương dưỡng lão, sao không tiết kiệm năm dài tháng chậm này, đi thẳng đến kiếp sau luôn đi. Phụ hoàng tử tha mạng. Ngươi và Cao Hiển nói chuyện ta đều nghe thấy hết rồi. Cả nhà Tạ thị hết mực trung thành, lại bị cẩu tặc hãm hại. Ngươi đem tin tức quan trọng giao cho Cao Hiển. Hai người gian trá hiểm ác, không ai có thể thoát tội. Cửu hoàng tử muốn lật lại án của Tạ gia. Những lời đó là thật sao? Thật thì đã sao? Chứng cứ quan trọng nhất đã không còn nữa rồi. Hai người chờ chết đi. Khoan đã. Đây mới là tài liệu thật. Cái mà Cao Hiển đốt là giả. Hạ quan tuy nhu nhược nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai. Tài đại nhân một lòng trung thành, án quan đó lại sớm bị kết án. Ta cũng thấy căm phẫn trong lòng. Như thế lực kẻ gian chiếm giữ triều đình, hạ quan vì sự an nguy của cả nhà mới phải làm con sùa rụt đầu. Cửu hoàng tử, nếu ngài lật lại án của Tạ gia, hạ quan sẽ hết lòng trợ giúp. Chị đại nhân giấu kỹ thật đó. Hạ quan đã đem tất cả chứng cứ viết ở bên trong. Chỉ mong một ngày nào đó án quan này có thể được đưa ra ánh sáng. Nó cũng giúp ích cho việc lật lại vụ án. Triệu đại nhân cực khổ rồi, là việc nên làm. Lão già giấu giếm cũng kỹ đó. Cao Hiển, chứng cứ trong tay, ngươi đừng hòng thoát tội. Vậy thì cũng phải xem ngươi có sống được qua hôm nay không. Ông già kia, ngươi vừa nói với ta thế nào? Nếu thời khắc quan trọng ngươi lại thất tính bội nghĩa, ngươi đúng là con sâu rụt đầu. Hạ quan có sớm cao lão hồi hương, tận hưởng tuổi già. Trong già vẫn còn mười mấy người cần phải trông nom, không được quá kích động vì nghĩa khí mà làm gì không nên làm. Ngươi thật là vô liêm sỉ. Ngươi có tư cách gì để ngồi ở kinh thành kinh triệu doãn? Nếu như ta thoát khỏi đây, người đầu tiên ta giết sẽ là ngươi. Đợi ngài thoát khỏi đây đã rồi hãy nói tiếp. Triệu đại nhân, mau chạy đi, đi tìm thư trần tình của Hiền Dương, mang theo tài liệu chạy đi. Hãy nhớ đem thi thể Hạ Quan mai táng ở cố hương.
Tập 12. Bồ công tử, ngài có thể lấy Tiểu Đường làm vợ không? Chỉ cần ngài nguyện ý, ta có thể đáp ứng ngài bất cứ điều gì. Tài sản của ta, gia nghiệp của ta, tất cả đều là của ngài. Bồ công tử, ta cầu xin ngài hãy cho nó một cơ hội nữa. Cầu xin sai người rồi. Thực sự không muốn làm lỡ dở Diệp tiểu thư. Cầu xin sai người rồi. Hay cho câu cầu xin sai người rồi. Mụ vào trong giấc mộng của ta. Mụ có thể đi vào giấc mộng của tất cả mọi người, nhưng không thể tự đi vào giấc mộng của bản thân. Mụ nhớ cha, nên đã vào giấc mộng của huynh tìm ông ấy. Cha mụ cả đời chưa cầu xin một ai, một người tự trọng cao như ông ấy. Trong đêm tối đến phủ của huynh, cầu xin huynh hãy lấy mụ. Quỳnh nói đúng. Mùi đúng là cậu sinh sai người rồi. Hàng ngày đều khiến cha mùi phải lo lắng. Nếu không phải Triệu đại nhân lấy mạng ra bảo hộ, ta đã sớm thành ma dưới đao của Cao Hiển. Không ngờ Triệu đại nhân một đời vô tri vô giác, lại là chịu khổ chịu dục. Cao Hiển nham hiểm gian xảo, ta không cách nào cứu Triệu đại nhân. Trước khi ông ấy chết, đã bảo ta mang tư liệu đi tìm thư trần tình của Hiền Dương. Thế kỷ đây là đầu mối quan trọng. Năm đó Hiền Dương luôn tìm bằng chứng chứng minh tại gia trong sạch. Có lẽ thư trần tình Hiền Dương lưu lại là chứng cứ quan trọng. Chỉ lời Triệu đại nhân đã nói, thư trần tình đó nhất định ở đâu đó trên thế gian này. Cả nhà Hiền Dương bị sát hại, còn mỗi cô gái nhỏ Mai Nương cũng đã chết. Chẳng lẽ chúng ta phải hỏi những người đã chết về tung tích của thư trần tình? Có lẽ sẽ có manh mối ở dân Sam Nguyễn. Đúng vậy, Mai Đương tận tay lập nên dân Sam Nguyễn. Hơn nữa còn sống ở đó lâu như vậy, nó không chừng thư trần tình lại ở dân Sam Nguyễn. Sự việc không thể chậm trễ, chúng ta đi. Đi. Muốn dùng thuật do chút để gài bẫy ta, thật được cười. Bọn ta vừa mới tung tin tức ra, ngươi đã đến đây tìm tư liệu. Cao Hiển, ngươi đúng là có tật giật mình. Từ câu từ chữ trong này đều là tội ác tày trời của ngươi. Ngươi ngụy tạo thánh chỉ dẫn cha ta đi cứu giá,
tạo ra chứng cứ giả nói ông ấy mưu phản, lại còn hạ độc Như Phi bằng quả thiện tử, ngụy tội thành sợ tội tự sát, để diệt cỏ tận gốc, thậm chí còn sử dụng Lý Chi Xuyên âm thầm giết 45 vạn người nhà Hiền Dương. Tội ác tày trời như vậy, ngươi có nhận tội không? Cẩn thận, trả mặt lại cho mẫu phi ta. Lạc Tử Nhiên, Cẩn Ngô ca ca, mô cốt thuật, ngươi là hậu thế của Tạ gia, ngươi buông ra, vậy thì càng phải chết. Ngươi buông ra, Cẩu Nô Tài và ngươi, ngươi bỏ ra. Cẩn Ngô ca ca, Cẩn Ngô ca ca, Tử Nhiên, chạy đi, cầm tư liệu chạy đi. Kẻ địch hôm nay thật ít. Đáng tiếc màn kịch này của ngươi kém hơn nhiều so với mẹ ngươi. Tướng mạo thật mỹ miều, nhưng mà những thứ đẹp đẽ trên thế gian này vốn dĩ không tồn tại được đâu. Cẩu Nô Tài, cho dù ta chết đi cũng sẽ không để chứng cứ rơi vào tay ngươi. Được, vậy ta sẽ giết ngươi. Trên thế gian này cũng sẽ không còn ai biết về chứng cứ này nữa. Ngươi cười cái gì? Đến lúc rồi. Ngươi nói cái gì? Do thuật, ngươi quá tự phụ rồi. Ngươi khoe khoang mình am hiểu chút do thuật, lại không biết chút do thuật thiên biến vạn hóa, tâm giác quan đều có thể gây ra ảo giác. Thời khắc ngươi bước chân vào Vân Sam Quyển đã vô tình mắc kẹt trong ảo tưởng ta tạo ra rồi. Không thể nào. Cao Công Công cảm thấy đến Đông Dân Sam Quyển thế nào? Sau khi Mộng Nương chết đi, đã để lại cho ta một giấc mơ. Trong mơ, Di Nương đã nói bảy nói không bao giờ hối hận vì đã từng yêu một người. Người bà ấy yêu thích ăn đào xốp mà bà ấy làm, nhưng người đó là dị ứng đậu phộng. Mỗi lần ăn một miếng toàn thân ngứa ngáy, hít thở khó khăn. Đêm đó ngươi dẫn quân bao vây bọn ta, ta đã nhìn thấy ngươi cũng có nửa miếng ngọc bội giống hệt của dì.
Trước khi ngươi đến Dân Sao Quyển, ta đã thay hết nến ở đây. Hương thơm của nến xông vào xoang mũi, ngươi mẫn cảm như nó sẽ tự động tê liệt khứu giác, cũng không biết là đã đi vào giấc mơ từ lúc nào rồi. Mộng nương, ta chưa từng nghĩ người cuối cùng lấy mạng của ta lại là nàng. Kẻ bạc tình phụ lòng gì nương, cha ngươi độc ác đa đoan, tội đáng muôn chết. Ta đã nhân cứu mạng ngươi, ngươi không những không cảm kích, ngược lại còn trăm phương ngàn kế hãm hại ông ấy. Ngươi, ngươi thì biết gì? Tạ Linh Quân giết cha ta, khiến ta tan cửa nát nhà, bị hàng xóm ức hiếp sỉ nhục, ăn bữa trước lo bữa sau. Mẹ ta nhưng lúc ta ngủ say đã tự dẫn trong tuyệt vọng. Tổ mẫu ta tuổi tác thất tuần nhưng phải chịu người khác đánh bắn. Ta chỉ có thể lưu lạc giang hồ. Sau khi gặp được Mộng nương, vốn tưởng rằng cô ấy sẽ hết lòng giúp ta trả thù. Ai biết được cô ấy chỉ quan tâm chuyện riêng của con cái. Để báo thù ta chỉ có thể nhập cung. Sao có thể không hận? Sao có thể không hận chứ? Mộng nương, ta từng yêu cô ấy, nhưng chỉ trách Mộng nương mệnh không tốt. Cao Hiển ta đời này chỉ có thù hận. Không có ái tình. Ác báo ngươi nhận hôm nay chính là nghiệp mà ngươi tạo ra. Chết chưa định hết tội. Một đêm thiếu niên chỉ là cảnh tượng huyền ảo. Phụ hoàng, nghịch tặc Cao Hiển tự sát đền tội. Hắn đã ngụy tạo chứng cứ hãm hại Du Quan tại gia mưu phản, phong tỏa hành cung sát hại mẫu phi, giả tạo mẫu phi lấy chết đền tội. Còn có Lý Chi Suy hãm hại giết chết 45 người nhà Hiền Dương cũng là âm mưu của hắn. Ngoài ra còn cả người tham ô bọt rút ngân khố đều đã ghi lại. Đây là thư trần tình năm đó Hiền Dương đã viết, chứng minh cho những gì Di Thần vừa nói. Xin phụ hoàng hãy xem qua. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Trẫm đã sai rồi. Dân Sao Quyển, Bộ phủ, nếu không phải Mai nương tỷ tỷ trước khi lâm chung có
thể chúng ta sẽ không tìm thấy thư Trần Tình. Có thể giúp ta mặc lên bộ y phục màu đỏ. Đó là đồ cha ta đã tặng ta. Làm như vậy không tốt. Mà được tỷ tỷ lúc còn sống rất giữ gìn bộ y phục này. Trước lúc chết cũng không quên và ta mặc lên người. Có thể trong đó có hàm ý. Nếu như bộ y phục này có thể thanh trừng tội của Cao Hiển, vậy Mai Nương với Hoàng Tuyền có thể an nghỉ rồi. Mai Nương, xin thứ lỗi. Các huynh xem, quả như là thư Trần Tình. Nếu Mai Nương sớm biết được thư Trần Tình được giấu ở y phục, sẽ không phải tự mình báo thù. Mộ phủ đại thù đã gột sạch. May mắn Hiền Dương năm đó nhìn xa trông rộng, sớm đã giấu thư Trần Tình lên trên y phục. Chỉ tiếc cho cả nhà Hiền Dương. Cuối cùng thì huynh cũng đã tự tay rửa sạch oan ủ của Tạ gia. Cả nhà Tạ gia có thể yên nghỉ rồi. Lần này thực sự đa tạ huynh. Có điều, có một chuyện ta vẫn không hiểu. Huynh nói Tạ gia bị oan, không dễ dàng gì mới rửa sạch tội. Tại sao huynh không muốn lấy danh nghĩa thiếu chủ Tạ gia quay về Tạ phủ? Ta đến kinh thành để rửa sạch oan uổng, không có ý định muốn làm quan. Bây giờ tâm nguyện của ta đã hoàn thành. Sư huynh giữ bí mật này giúp ta. Cứ xem như con trai độc nhất Tạ gia đã chết trong án oan năm đó. Cũng đúng, tên mặt trắng này tự cao, tự đại, không quan tâm những việc bên ngoài. Chỉ là việc này, có một điều ta vẫn còn chưa rõ. Cao Hiển, hắn ta muốn giành chứng cứ, loại bỏ kẻ thù, tất cả đều có động cơ. Nhưng tại sao hắn phải giết Diệp lão gia? Có lẽ có liên quan đến Tào Mộng Tinh Thạch. Hắn cũng là người biết công năng của Tào Mộng Tinh Thạch. Có thể hắn biết Diệp lão gia luôn tìm kiếm Tào Mộng Tinh Thạch, nên mới muốn giết ông ấy. Tuy ta không muốn thừa nhận, nhưng khoảng thời gian này ta cũng thấy được rõ ràng. Nếu như huynh không thích Tiểu Đường thì đã không cứu cô ấy hết lần này đến lần khác. Nam tử hán đại trượng phu, huynh cho ta một câu trả lời chính xác. Huynh rốt cuộc có thích Tiểu Đường hay không? Cha, con gái tới thăm người đây. Cao Hiển đã bị đền tội. Cha với Hoàng Tuyền có thể yên nghỉ. Con gái ngu ngốc, chỉ biết trách thiên mệnh bất công, hại con không được hưởng tuổi thọ cao. Không biết cha mười mấy năm nay luôn âm thầm tìm cách duy trì sinh mệnh cho con. Cha không muốn con gái biết, sợ con sẽ ôm ấp hy vọng, sau đó sẽ thất vọng. Không có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Có điều cha hãy yên tâm, không cần biết là còn bao nhiêu thời gian, con sẽ vui vẻ sống tốt mỗi ngày. Chỉ là Nhiễm Hồng Thập Trượng, Trần Phúc Dịch Dịch, trong lòng con có một nút thắt, không biết nên tiến hay nên lùi. Cha, người có thể cho con một đáp án không?
Tiểu Đường, huynh đến rồi. Cửu hoàng tử đã theo bản đồ mật thất của lão gia tìm tạo mộng tinh thạch, sẽ mau chóng có manh mối. Không sao, tìm được là giận, không tìm được là mệnh. Không cần phải đắn đo về điều đó. Cô vốn dĩ là cô đương vô tư vui vẻ, không hiểu sự đời. Tìm một người dịu dàng yêu muội như sinh mệnh, cùng nhau tận hưởng cuộc sống thanh bình yên ổn, con cháu đầy nhà. Sau này nếu như già rồi sẽ ra đi mà không phải lo lắng gì. Nhưng vận mệnh mà huynh nhìn được, mà chút do đến lượt mùi sẽ bị cắt đứt, đó mới chính là số mệnh. Không đâu, ta nhất định khiến mùi được hưởng bình an tuổi già. Ta sẽ làm được. Cẩn Ngô ca ca, huynh biết mùi dám yêu dám hận, không bao giờ dây dưa. Lần đầu tiên gặp huynh, mùi đã nhất kiến chung tình, náo loạn cả một con phố, chính là muốn cướp được huynh. Tôi biết rằng huynh không có ý gì với mùi, nhưng mùi biết tuổi thọ mùi không dài, muốn thử một lần. Cứ muốn thử, cứ muốn thử, biết đâu huynh lại thích mùi thì sao. Nhưng mà mùi lại bị mắc kẹt trong sự miễn cưỡng, ngược lại mất đi tính cách vốn có, ở bên cạnh huynh nhớ nhung si tình. Đến ngày hôm nay huynh và mùi gặp phải nhiều việc xảy ra, mùi nên buông bỏ chấp niệm, không cần phải theo đuổi một đáp án nữa. Tiểu Đường, có thể đáp án đó cả đời này huynh cũng không thể trả lời mùi. Mùi không để ý những thứ đó, thời gian của mùi không nhiều, chỉ muốn dành chút thời gian có một kết quả rõ ràng. Huynh còn nhớ vật này không? Nhờ lấy vật của huynh, ta đã là người của huynh rồi. Một quan tiền mua được cả đời vinh hoa phú quý. Công tử, huynh kiếm được món hời rồi. Mùi hiểu đạo lý, người đã sắp chết rồi vẫn chưa thể tỉnh ngộ. Một quan tiền của huynh đã mua được tấm chân tình của mùi. Hôm nay mùi trả lại quan tiền này cho huynh, có thể mua được huynh không?
Diệp lão gia, tiểu sinh được ủy thác không thể đón nhận tâm ý của tiểu đường, đời này không bù đắp lại, khi chết đi sẽ dập đầu nhận tội với ngài. Nhưng mà xin người yên tâm, ta nhất định không để tiểu đường chịu sự an bài của số phận. Cho dù phải làm bất cứ điều gì, ta cũng sẽ bảo hộ tiểu đường trường mệnh bách tuế. Thiếu chủ, thiếu chủ à, thiếu chủ. Thiếu chủ, có phải người sớm đã biết Diệp tiểu đường là thiên sát cô tinh của người? Thiếu chủ, tại sao người phải âm thầm dùng huyết chất đan? Sách y có ghi thay máu có thể cải tử hoàn sinh. Điển tích gia tộc mô cố của chúng ta cũng có ghi lại. Hồ đồ, đó chỉ là lời đồn đại. 100 năm nay chưa từng có ai thử qua. Ta biết, vậy tại sao người vẫn làm trái lễ thường? Huyết chất đan là thuốc cấm, sử dụng 7 ngày sẽ làm máu trong cơ thể tập trung tại 12 chính kinh và mạch nhâm đốc, khiến người dễ cảm nhận được kinh mạch, chọn mạch thay huyết, lấy mạng đổi mạng. Người rõ ràng biết Diệp tiểu thư đoán mệnh, đó là thiên mệnh của cô ấy. Tại sao người vẫn phải làm như vậy? Ông trời lừa gạt, cho ta là người ta yêu phải chịu tương khắc. Nếu như ta tham sống sợ chết, sẽ phải rời xa cô ấy mãi mãi. Điều này khác nào lấy mạng của ta? Người vì cô ấy làm nhiều như vậy, cô ấy có biết không? Cô ấy là người hiểu đạo lý. Nếu như cô ấy biết sự tồn tại của cô ấy có thể tổn hại đến ta, nhất định sẽ tự trách mình, thậm chí âm thầm rời bỏ ta mà đi. Cho dù phải tự mình chịu nỗi khổ nhớ nhung, cũng phải để ta có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng mà ta không đành lòng. Ta muốn ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy. Vì vậy, người ngoài miệng nói lời không hay để cô ấy từ bỏ, sau đó âm thầm lấy mạng đổi mạng để cô ấy có thể sống với người khác suốt đời cũng được. Thiếu chủ à, người là độc đinh còn sót lại duy nhất của Tạ gia, cũng là truyền nhân duy nhất của Mộ Cốt Thuật. Người không thể vì một nữ tử mà làm chuyện ngốc nghếch như vậy. 16 năm trước đáng ra ta đã chết rồi, là ông trời cho ta một bạn để ta rửa sạch tội cho Tạ gia. Bây giờ sứ mệnh đã hoàn thành, tiểu đường chính là mạng của ta. Ta thừa nhận, ta có chết cũng phải chết trong tay cô ấy. Thiếu chủ, thiếu chủ à, người sẽ không cứu được mạng cô ấy đâu. Cô thần quả hết túc, cách giác tinh liệp, tử di tinh lộ,
Bệnh công dĩ tuyệt. Thơm quá. Tiểu Đường, Lăng Tử Nhiên, ngươi lại làm gì với hoa tươi vậy? Tiểu Đường, Mộ Cẩn Ngôn không cho muội đáp án, ta cho. Lăng Tử Nhiên, ngươi lại muốn làm gì? Nghe ta nói hết đi. Người muội thích cũng chỉ là người bình thường. Muội vì anh ta thổ lộ chân tình, từng bước tiến gần. Anh ta cũng chỉ là vỏ ngoài mềm yếu, chạm vào nhẹ sẽ lộ rõ nguyên hình. Còn ta sẽ dồn hết sức tìm tạo mộng tinh thạch cho muội, khiến muội được tiếp tục sống. Nếu như ta thực sự không tìm thấy, ta cũng chuẩn bị phong thủy bảo nguyệt ngoài 300 dặm, là nam nhân đầu tiên trong thiên hạ, vị thê tử sống cả đời cô quả. 100 năm sau cùng nàng nằm xuống. Ta, Lăng Tử Nhiên, kinh thành Nhân Thị, con thứ chính của Lăng Dương, xa xôi dặm dặm tìm đến, muốn làm phu quân của muội. Xin hỏi tiểu thư có đồng ý không? Người không thể cứu được mạng của cô ấy. Cô thần quá túc, cách giác tinh liệt, tử di tinh lộ, mệnh công dĩ tuyệt. Lời của Phục tiên sinh rốt cuộc là ý gì? Vì sao đoán định ta không thể cứu được mạng của Tiểu Đường? Cẩn Ngôn ca ca, Lăng Tử Nhiên đã làm mấy con diều lớn, chúng ta ra ngoài thành thả diều đi. Nói bao nhiêu lần rồi, đi cổng lớn đừng suốt ngày trèo tường như vậy. Lại nói mùi trèo tường nhanh hơn. Lăng Tử Nhiên mấy hôm nay đi tìm tạo mộng tinh thạch mệt rồi, bảo hai chúng ta cùng huynh ấy đi ăn một bữa. Không một chút manh mối còn có tâm trạng ăn sao? Tiểu Đường, mùi có biết tạo mộng tinh thạch có đặc trưng gì không? Mùi tìm tất cả các điển tích của gia tộc Chu Do, tạo mộng tinh thạch có tạo hình đặc biệt chính là con dấu đặc biệt của gia tộc Chu Do, chính là bảo ngọc được khắc thành hình bông hoa hải đường. Ngồi xuống đi. Đợi một chút. Tiểu Đường, muội không sao, chỉ trầy da một chút thôi. Phủ của huynh có kim sang dược không? Trong phòng Phùng tiên sinh có, ta đi lấy cho muội, muội chờ đó. Tạo mộng tinh thạch có tạo hình đặc biệt, chính là con dấu đặc biệt của gia tộc Chu Do, là bảo ngọc được điêu thành hình bông hoa hải đường. Có thể cứu Tiểu Đường rồi. Nhưng tại sao lại ở trong phòng của Phùng tiên sinh? Người sẽ không cứu được cô ấy. Tạo mộng tinh thạch là năng lượng chi quy của chút gia tộc, nhưng tương khắc với người, lão phu hao tâm tổn huyết cất giấu nó đều do muốn bảo vệ sinh mạng của thiếu chủ.
Thời khắc tạo mộc kinh thành xuất hiện trên thế gian chính là ngày thiếu chủ ngã xuống.